Các nước thành viên NATO đã ký một nghị định thư kết nạp Phần Lan và Thụy Điển hôm qua, cho phép hai quốc gia này gia nhập liên minh. Đây được coi là sự mở rộng quan trọng nhất của liên minh kể từ những năm 1990. Việc ký kết diễn ra sau một thỏa thuận với Thổ Nhĩ Kỳ tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở Madrid vào tuần trước, khi Thổ Nhĩ Kỳ đã đồng ý bật đèn xanh để Phần Lan và Thụy Điển gia nhập khối. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho rằng việc ký nghị định thư thực sự là một khoảnh khắc lịch sử. Đây là một ngày tốt lành cho Phần Lan và Thụy Điển và một ngày tốt lành cho NATO. Với 32 quốc gia, chúng ta sẽ mạnh hơn nữa và người dân của chúng ta sẽ an toàn hơn nữa khi chúng ta đối mặt với cuộc khủng hoảng an ninh lớn nhất trong nhiều thập kỷ. Nghị định thư này có nghĩa là Helsinki và Stockholm có thể tham gia các cuộc họp của NATO và tiếp cận nhiều hơn với thông tin tình báo, nhưng sẽ không được bảo vệ bởi điều khoản quốc phòng của NATO cho đến khi gia nhập chính thức. Điều khoản này quy định rằng một cuộc tấn công vào một đồng minh là tấn công chống lại tất cả NATO. Quá trình gia nhập có thể mất đến một năm. Moscow đã nhiều lần cảnh báo Thụy Điển và Phần Lan không nên gia nhập NATO. Ngày 12 tháng 3, Bộ Ngoại giao Nga cho biết sẽ có những hậu quả nghiêm trọng về quân sự và chính trị ông stoltenberg đã kêu gọi các đồng minh nhanh chóng phê chuẩn và đảm bảo với hai nước bắc âu về sự hỗ trợ của nato trong thời gian chờ đợi